Dù cơ bản vẫn trong sự kiểm soát, nhưng nguy cơ của đại dịch COVID-19 vẫn hiện hữu. Bởi vậy, trong suốt thời gian qua, các tự viện trên cả nước luôn nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm bảo đảm an toàn cho cộng đồng. Và phóng sự dưới đây tại tỉnh Kon Tum là một ví dụ cho điều này. Chùa Hệ Chiếu, thành phố Kon Tum, những ngày giữa tháng 6. Nếu như vào khoảng thời gian trước, chùa luôn có hàng trăm Phật tử đến tu tập mỗi ngày, thì nay ngôi tự viện này vẫn lặng hẳn. Được biết, ngay sau khi làn sóng thứ tư của đại dịch COVID-19 bùng phát ở Việt Nam, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum đã hướng dẫn các tự viện và chư tăng ni Phật tử trên địa bàn phải nâng cao ý thức phòng dịch và tuyệt đối chấp hành thông điệp 5K của Bộ Y tế. Tất cả mỗi chùa còn phải để cái bảng phía bên trước là yêu cầu tất cả mọi người không có đi lại với nhà chùa nhiều. Nếu có việc gì cần lắm thì đi đến và còn phải sát khuẩn tay, mang khẩu trang và một vài người lai rai chứ không có đi đến chùa nhiều. Suốt thời gian qua, hơn 30 tự viện tại tỉnh Kon Tum đều chấp hành nghiêm quy định phòng dịch. Các khóa tu, ngày sóc vọng, các sinh hoạt tập trung Phật tử đều tạm dừng hoặc chuyển sang hình thức mới. Cùng với đó, Ban trị sự đề nghị chư tăng ni, Phật tử hạn chế di chuyển ra khỏi địa bàn nếu không thực sự cần thiết. Việc mà phòng chống dịch bệnh COVID không phải năm nay mà từ năm 2020 đến bây giờ, Ban trị sự Phật giáo tỉnh Kon Tum của chúng tôi luôn luôn chấp hành rất là nghiêm trang và tất cả bà con Phật tử tín đồ ai ai cũng đồng lòng nhất trí để chống dịch COVID. Trước hết là chúng ta thực hiện các khóa lễ online. Trong kênh Phật sự online cũng đã có rất nhiều bài thuyết giảng các khóa lễ để cho thiện tín Phật tử tại tư gia của mình không đến cơ sở thờ tự, vẫn thực hiện cái niềm tin của mình và hướng Phật làm lành tu thiện trong cái đời sống hàng ngày của mình. Những ngày này, sự yên ắng, vắng lặng của các tự viện trên địa bàn tỉnh Kon Tum là điều vô cùng ý nghĩa. Bởi lúc này, bình an không ở đâu xa, mà chính là hạn chế đi lại và tụ tập đông người.